Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube đồ nghề Nhật Bãi của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ lên sóng một suất đồ nghề. Thì đây là cái clip mà có thể nói là nó chỉ sẽ giãn cách hơi lâu, tại vì khoảng một tuần sau mình sẽ lên clip, tại vì là tuần tới thì mình sẽ bận một số công việc ở quê ở Kiên Giang, nên là mình phải về đó mình giải quyết đó, ha. Thì là sau cái clip này thì khoảng 5 ngày đến một tuần nữa mình sẽ quay lại với anh em, cũng cái khoảng thời gian mình nghỉ ngơi. Đó, thì đây là cái số điện thoại của mình nè, 0385 620 885. Thì mình không có ship SUD và mình cũng không có bao ship luôn. Địa chỉ của mình là số 55 đường Song Hành, quốc lộ 22, phường Tân Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em gọi cho mình không được, anh em vui lòng nhắn tin nha. Tại vì nhiều khi anh em sẽ nghĩ là mình lên clip xong rồi mình sẽ canh điện thoại không có, mình lên clip xong rồi mình sẽ chạy về nhà tắm rửa ăn cơm. Và sau khi ăn cơm xong thì mình mới cầm tay vào tới điện thoại, và lúc đó nó rất là nhiều tin nhắn và rất là nhiều cuộc gọi, mình sẽ trả lời từ từ, nên là anh em thông cảm. Cái đó, với lại nhiều khi anh em gọi điện cho mình ngay cái lúc mình tiếp khách hàng ở công ty, nên là mình cũng không có thể mà nghe máy được ha. Nhiều khi nhắn tin với anh em, nhắn một tin xong rồi phải lâu lắm mình mới trả lời lại được. Nói chung là mình rất là bận, nên là anh em cứ để lại tin nhắn rồi mình sẽ trả lời cho anh em. Đó, thì anh em cứ nhắn tin ha. Thì mọi thứ nó ở đây nó rất là rõ ràng. Anh em nhiều anh em sẽ sợ là chuyển khoản xong không có gửi hàng thế này thế kia, này nọ lọ chai khoai môn khoai sắn gì đó, thì anh em có thể mua của kênh khác đó. Còn mình thì một số anh em nào đã từng giao dịch rồi thì sẽ biết ha. Tại vì mình chắc chắn một điều rằng là chưa có anh em nào mà chuyển khoản mà không nhận được hàng đó. Hoặc là nếu mà hàng có hư hại gì thì mình vẫn chuyển khoản mình trả ha. Nói chung là mình rất là rõ ràng. Rồi, đầu tiên cái mã số 1 trị giá 250.000. Thì đây là một cây đuôi chuột mới tinh chưa sử dụng của hãng Top. Thì cây này có số là 17 và 19. Thì cây này là đầu bằng ha. Cây này thì nó dính dơ ở đây thôi, tại để thì nó dính dơ. Đó, đây 17 và 19, rất là đẹp, mới tinh rồi. Anh em về chịu khó lau lại xíu. Đó ha, tay mình bôi ra cái nó sập. Đó, thì đây là số 17 và 19 của hãng Top. Thì cái cây này nó có chiều dài là khoảng tầm chắc phải 30 quá. Chiều dài tầm 31 cm. Đó, rất là dài và nhọn. Cái này mọi thứ đều hoạt động hoàn hảo nha anh em. Cái trong này là nó chưa qua sử dụng luôn. Nó chưa có sử dụng. Đó, mã số 1 giá 250.000. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cây đuôi chuột Top. Thì nó là số 19 và số 21. Đó, nó cũng giống cây kia 19 và 21 thôi, bình thường. Thì nhưng mà chiều dài thì cũng là 31 ha. Số nó lớn hơn một xíu. Thì cây này có giá là 200.000. Anh em nào mua hai cây thì giá nó sẽ là 400, thì nó sẽ giảm được 50 ha. Anh em nào mua hai cây, mọi thứ đều rất là hoàn hảo, hàng này là chưa sử dụng. Để lâu dính dơ bám bụi thôi nha anh em. Đây, như anh em có thể thấy đây là lớp bụi, mình quét sơ đi một xíu nó rất là sạch. Đó. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì mình nói luôn, đây là mã số 3, số 4, số 5 là những món hàng mình mua mới tại Việt Nam, tại hãng ở Việt Nam, và mình để rất là lâu, khoảng tầm 2 năm và mình chưa có sử dụng. Anh em có thể thấy cái avatar của mình, cái hình nền đại diện của mình ở trên kênh đó, thì nó là những cây kìm này. Những cái kìm này nó rất là mắc, thì mình nói luôn, cái này là mình mua nhưng mà không xài, bóc hộp để đó, còn hộp thì mình dục, tại vì hộp nó cũng là rác thôi. Đó, thì những cái cây này thì bây giờ anh em mua của mình thì nó sẽ thấp hơn so với 200 so với anh em đập hộp mua của hãng ha. Cái này là gần như là mình chưa sử dụng, nói chung là mình không có sử dụng, nên là mình thấy nó, mình nghĩ là mình sẽ xài nó, nhưng mà thực sự mình không xài, tại vì mình để ở nhà. Nên là anh em nào mua thì nó sẽ thấp hơn giá với 200.000 của hãng, tại vì nó sẽ có những cái mã để anh em check. Đây là cây kìm Canipet. Đây, cây này đầu tiên đi, cây số 3. Giá là 500.000. Thì cây này là một cây kìm nhỏ. Mã vạch nói chung rất là đầy đủ nha. Đầu tiên là tổng quan cho anh em, Canipet nè, Made in Germany. Anh em nào mà mua đồ nghề thì sẽ biết tới cái thương hiệu này. Đó, sẽ biết tới cái thương hiệu này, Made in Germany. Rất là đẹp. Đó. Ha, thì ở đây mình do mình để lâu nên nó có bị đốm cái này một cái nè. Lưỡi này là lưỡi chưa xài nha anh em. Đây, đầu này chưa xài. Tại vì khi mà cái lớp xi, anh em sẽ thấy cái lớp xi màu đen,
thì khi mà anh em sử dụng á, nó sẽ ra màu trắng, nó sẽ chóc cái lớp màu đen, à, cái lớp xi cuối là nó như vậy đó. Còn đây là chưa xài, à, đó chưa xài đó, thì cây này rất là mới đẹp. Nói chung anh em mua của mình thì mình cảm ơn, còn anh em mua của hãng thì nó sẽ mắc hơn 200, cứ đếm lên thôi, sẽ có cây mình bán thấp hơn hãng khoảng 300. Nói chung là mình, cái hàng này là hàng mua mới nên là mình sẽ không thể giảm giá sâu như hàng bãi được, đó là cái nhu cầu của mình, sử dụng của mình nó không có. Và nó thép là thép vanadium á, super lại siêu cứng, hàm nó tôi cái độ cứng của nó lên tới khoảng 60 HCR. Nó là một cái đơn vị đo độ cứng của các lưỡi kìm ha. Thì cây này có giá là 500. Chiều dài của nó là khoảng 20. Chiều dài của nó đúng là 20. Cái mã của nó là 2611200. Đó, giá là 500 ngàn ha. Anh em có thể tìm cái này ở trên mạng thì giá nó khoảng tầm 650 đến 700 ha, tùy khu vực và tùy cái nơi để cái công ty nó ship hàng tới. Đó. Thì hàng này là hàng của Đức, dành cho những anh em nào mà máu lựa chơi đồ nghề. Nó sẽ mắc hơn hàng của Nhật rất là nhiều. Một cây kìm Nhật nó tầm khoảng 300-400 thôi, nhưng mà kìm Đức thì nó sẽ khoảng 600-700. Còn đây mình bán là 500. Rồi, tiếp theo cây số 4. Cây này thì cái cán nó khác. Cán nó là cán nhựa tổng hợp. Giá của nó là 1 triệu. Cây này giá hãng khoảng 1.250.000 đến 1.300.000. À, mình báo giá hãng cho anh em luôn để anh em cân nhắc khi mà mua của mình hoặc mua của hãng, tại vì mua của hãng thì anh em sẽ được cái cảm giác là đập hộp, giống như mình hồi trước mình đập hộp, đập xong cũng quăng, tại vì cái hộp của thằng này làm rất là giấy nó dễ phân hủy lắm, tại vì anh em để ẩm ẩm thôi là nó mụn ra, tại vì nó gọi là cái tiêu chuẩn của môi trường châu Âu đó, thì giấy nó rất là dễ phân hủy đó. Thì cây này có mã là 0902240. Cây này có giá là 1 triệu. Cây này là cây kìm dạng thiết kế kiểu của Mỹ, nhưng mà sản xuất tại Đức. Cái thiết kế của nó giống của Mỹ thôi nha. Đó. Thì cây này cắt được thép thép piano là phi 3 ly. Cây này chiều dài của nó là 240. Nó thể hiện ở đây luôn là 240 là cái số cuối là chiều dài. Đó. Đây ha, 240. Thì cây này là bằng cán tổng hợp rất là đẹp. Cây này là kiểu của Mỹ thì cái mỏ ở trên này của nó là không có bằng nha, không có dính vào nhau nha anh em. Cái kiểu này là kiểu của Mỹ. Đó. Còn cái lưỡi cắt thì rất là bén, cắt được cọng tóc luôn. Anh em có thể cắt cọng tóc còn được. Đó, đây mình sẽ cắt thử cái băng keo ha, rất là bén. Đó, tại vì kìm này mình chưa xài, chưa qua sử dụng. Thường nếu mà anh em sử dụng nó sẽ có một cái dấu màu trắng ở những cái đường line này, à, anh em về anh em cắt là nó ra dấu liền à, nếu mà anh em cắt thép. Còn mình này mình đang cắt là cắt băng keo đó, cắt rất là bén, anh em nhìn nó cảm giác nó không đứt nhưng thực ra nó đứt hết á. Đó, rất là khít, tại vì mới chưa qua sử dụng. Kìm này thì made in Germany rất là rõ ràng, đây made in Germany đó, 18 inch có nghĩa là khoảng 24. Số này ở đây nó đóng số 18, không phải 18 inch nha anh em. Đó, chiều dài là 200 là chiều dài là 240 cm. Đó. Ở đây là những cái dấu xi màu đen. Khi mà anh em sử dụng nó, anh em về anh em kẹp á thì nó sẽ bị chóc nha, nó ra màu trắng. Đó. Đó, đây, rất là đẹp. Đó, không có, mình không có sử dụng. Cái thiết kế của nó là răng cưa nha, chứ nó không phải là bị như vậy, nguyên zin của nó vậy. Cây kìm này cầm thì rất là chắc tay, thép bằng cao su tổng hợp. Đó, Canipet giá là 1 triệu. Thì anh em có thể cân nhắc giá ở trên mạng hoặc là một số ở đại, hoặc là đại một số đại lý của Canipet ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, tiếp theo mã số 4 là một cây kìm cắt. Cây kìm này mã là 7372180F. Thì cây này là cây kìm cắt cáp piano, có nghĩa là thép lò xo. Lò xo, ví dụ một cái đoạn lò xo 3 ly, anh em có thể lấy một cái đoạn lò xo chân thắng xe máy của anh em á. Thép lò xo, cái đó nó khoảng tầm 1 ly mấy thôi. Tại sao người ta hay lấy cái thép piano là thép lò xo ra một làm cái tiêu chuẩn? Tại vì thép lò xo nó được tôi luyện rất là cứng, nó có thể kéo giãn
ra vào tới hàng triệu lần mà không bị biến dạng ha. Thì những cái kìm cắt được thép piano lên tới 3 ly thì nó là một cái độ cứng rất là lớn. Đó, mình giới thiệu sơ sơ về cái công nghệ của thằng kìm Đức thôi nha. Cây này thì đó, mã của nó là đây. Nó chiều dài của nó là 180, còn ép là cái lò xo 7. Nằm ở đây. Hồi xưa mình rất là thích thằng này. Mình làm về nó rất là nhiều nhưng mà về sau này không làm. Cây này là cây thứ hai mình mua. Cây thứ nhất mình xài nó và mình đã bán cho một người khác. Cây này thì mới chưa sử dụng. Cây này thì giá mới của nó khoảng tầm 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 550 ha. 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 550. Cái cây này thì nó có nghĩa là kìm cắt, nhưng mà nó thiết kế nó gọi là chin phót. Đây, cái ngàm, cái lỗ, cái thiết kế lỗ của nó rất là khác biệt so với những người khác nha, những cái hãng khác, kể cả của Mỹ. Đó, chứ nó không có nằm là trọng tâm. Thì cái này anh em nào mà nhà mà có dây đồng, dây kẽm khoảng tầm 3 ly, 4 ly, nếu mà cộng dây kẽm á, cắt rất là ngọt, lực không cần nhiều. Tại vì hồi trước mình làm, mình cắt những cộng dây đồng nó to gần bằng ngón tay út nè, nó rất là to. Miễn sao anh em đưa vào, đưa gần bằng ngón tay út á, anh em đưa vào và anh em cắt từ từ, rất là ngọt mà không quá phải dùng nhiều lực. Đây, và cái nút lò xo này để gạt xuống là khi mà anh em thao tác nhiều thì anh em sẽ gạt xuống. Thì khi mà anh em cắt liên tục á, nó sẽ tự động nó bậy ra nè, anh em thấy không, tự động nó bậy ra đó, cái lò xo này sẽ tự động bậy ra, anh em không xài nữa thì anh em gạt về đây đó, nó sẽ không có còn bậy ra nữa. Cây này thì có giá là 1,3 triệu. Thì những cái cây kìm canipep này vì mình bán lại nên mình sẽ bao ship cho anh em luôn nha. Đó, anh em nào máu mà chơi những dòng này, thay vì mua của hãng thì anh em có thể mua của mình, nó sẽ rẻ hơn được là khoảng tầm 200 đến 300 ngàn tùy cây. Đó, những cây này là mình chưa qua sử dụng, mình để trong tủ rất là lâu rồi, mua về chỉ có lôi ra chụp hình rồi ngắm mỗi ngày thôi, nhưng mà bây giờ nói chung là chán rồi, kiểu nó hết cái đam mê rồi, mình chuyển qua đam mê cái khác nên là mình bán đó. Cái cây này anh em nào mà cắt những cái vật lớn hoặc là những cái vật liệu thép cứng thì anh em xài nó mới đáng đồng tiền, chứ còn mà anh em cắt ví dụ như dây đồng rồi dây điện trong nhà thì thực sự nó phí, giống như anh em cầm dao mổ trâu đi giết gà vậy đó, nó thực sự nó phí nha. Đó, tại vì cây này mình hồi trước mình đi làm rồi cắt thép rất là dữ, cắt kinh lắm, mà lưỡi nó không có bị biến dạng, mà lực nó rất là nhẹ tay. Cái thiết kế, cái kiểu, cái ngàm này nè cực kỳ hay luôn. Còn những cái khác thì nó chỉ là một cái kìm của Nhật thì nó chỉ có cái chấm ngay giữa thôi, còn này là chin phót, giá của nó là 1,3 triệu, rất là đẹp, chiều dài là 180 cm, có nghĩa là 18 cm. Đó, rồi tiếp theo mã số 6 thì ở đây mình sẽ có một cái bộ đóng chốt của hãng PP của Thụy Sĩ ha, Paulmann của Thụy Sĩ. Bộ này nó sẽ gồm từ 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Đây, thì anh em sẽ nhìn cái đầu. Cây số 5 là cây xài nhiều nhất, nhưng mà còn rất là đẹp, không có bị vấn đề gì, anh em về anh em sử dụng tiếp không có sao. Đây, thì cái bộ này là, đây mình lấy cây lớn cho anh em dễ coi. Cái bộ này là bộ đóng chốt của Whitmark, là Thụy Sĩ, của hãng BB Rannis. Đó, thì cây này là 755 số 7, có nghĩa số 7 có nghĩa là cái này là 7 ly. Đây, cái này là 7 ly. Đó, nó khoảng 7 ly. Thì nhiều anh em sẽ hỏi bộ này để làm cái gì. Thì cái bộ này là dùng để đóng chốt. Đóng chốt ví dụ như bộ này rất là mắc, bộ này là 950 ha. Bộ này thì hãng nó ngưng sản xuất rồi. Đó, bộ này rất là đẹp. Cái bộ này thì nếu mà anh em nào mà làm nghề mà hay sử dụng, hoặc khi mà anh em sửa chữa một số vật dụng đồ của Mỹ, của châu Âu hoặc là của Nhật, kể cả của Nhật luôn, một số đồ cơ khí, nó sẽ có một cái thiết bị, nó hay có, nó gọi là đóng chốt. Thì đây, mình có một cái bố này bữa giờ bán chưa được nè, có người đặt mà cứ hủy hoài. Đây, anh em sẽ có một cái chốt này. Anh em muốn lấy cái chốt này ra, anh em sẽ nghĩ đơn giản là lấy một cái cây, nhưng mà thật sự cái chốt này rất là cứng. Anh em mà lấy một cái cây như một cây thép mà dạng như thép đổ này kia thì nó sẽ dễ bị cong, nó ăn, nó không có đóng ra được và nó bị kẹt. Đây, cái chốt xuyên qua đây. Thì những cái cây này như vậy nè, để mình coi cây này hình như số 5, thì anh em sẽ đóng được cái này xuyên qua luôn, đóng xuyên qua tới đây và cái chốt này nó sẽ rớt ra à, rất là hay.
để mình ngắm ngắm thử coi có quất được nó. Tại vì đây là cái chốt đó, thì anh em có thể thấy là cái chốt này khi mà đóng vào nó sẽ nở ra đó, nó nở ra là khi mà anh em đóng vào đây nó sẽ vừa bót, nó sẽ tránh cái tình trạng là bị tuột. À, anh em nhìn xuyên qua được luôn đó. Thì để mình đóng thử coi. Cái bộ này là bộ đóng chốt. Đúng rồi. Đó, anh em sẽ đóng qua được nha. Đây. Mà nó không có bị kẹt, bị dính cái gì hết. Như đây mình đang test cho anh em. Đó đây, để mình test tiếp luôn. Cho nó rớt ra. Anh em mà dùng đồ chế đồ độ thì cái chuẩn nó sẽ không có và nó sẽ dễ bị kẹt cái cây này ở trong này. Đó. Em thấy không? Là nó vừa khít luôn. Ha. Nó rất là hay. Đó, cái chốt này khi mà anh em đóng ra nó sẽ nở, và khi mà anh em muốn đóng vào lại anh em phải kẹp một cây kìm bóp nhẹ nó lại ha, tại vì cái thiết kế của nó là bung ra để nó chắc. Đó, cái này thì chút nữa mình sẽ đóng lại, còn cái cây để sử dụng đóng chốt này rất là hay. Nhiều khi anh em sử dụng đồ mà không có để đóng ra thì bó tay ngưng sửa chữa luôn. Giá của bộ này là 950.000. Hàng này hàng Thụy Sĩ nha anh em. Hôm nay mình sẽ bán hàng châu Âu, hàng Thụy Sĩ. Có 3 4 5 6 là sẽ là hàng Đức và hàng Thụy Sĩ. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 ở đây là một bộ bánh xe. Bộ này thì mình nói luôn, chắc là mắt mình bị lé nên là mình mua lộn nên là bây giờ mình bán lại cho anh em nào mà có nhu cầu. Thì cái bánh xe này là mua mới 100%. Nó có hộp đàng hoàng, nhưng mà mình cắt hộp ra rồi tính mua về sử dụng. Hộp của nó là mình tháo ra. Đó, một hộp của nó là như vậy. Ha. Một hộp của nó là một cái như vậy, một hộp là một cái một BC nè. Thì cái bánh này mình mua bị lộn hai cái, mắt mình bị lé cái gì đó. Thì đây mình bán luôn, bốn cái này là 400. Thì ở đây là hai cái khác nhau nè, nhưng mà chiều dài nó là giống nhau, cái đường kính bánh á. Đây. Mình bị lộn. Cái đường kính bánh của những thằng này thì giống nhau nhưng mà nó khác cái chiều cao một xíu. Thằng này thép nó dày hơn, và này bánh nó không xoay. Đó, anh em thấy hai bánh khác nhau. Mình là mua bốn bánh về mà mình bốc lộn á. Chứ không gì hết á. Bánh này là mới chưa sử dụng, dính dơ thôi, tại vì nằm trong hộp nó dính giấy. Đó. Đường kính bánh là 100 nha anh em. Hàng của Nhật hết, đường kính bánh là 100 nè. Bên này cũng là 100. Thì khi mà anh em sử dụng á, cái này nó sẽ cao hơn thằng này nửa ly, tại vì thép nó dày hơn. Anh em có thể thấy. Đó, và tải trọng của bánh này là khoảng tầm 150 kg một bánh, còn thằng này khoảng tầm 100. Thì bốn bánh này anh em tải được ít nhất là 500 kg ha. Tải được ít nhất là 500 kg. Đó, bốn bánh. Thì nói chung anh em nào về chế, tại vì cái bánh này nếu mà anh em gắn vào anh em sẽ xài cho khoảng chục năm. Tại vì hàng này là hàng chưa sử dụng, còn anh em mua ngoài bãi thì giá nó không tầm đó, mà bánh nó qua sử dụng rồi. Nhiều khi nó còn bị mục cái cao su ở đây nữa nè. Đó, nhiều khi nó còn bị, anh em lựa không kỹ là nó hay bị cao su này, nó hay bị nứt, kiểu như nó lão hóa, nó chai, sử dụng nhiều, nắng mưa. Đó, bánh này là bánh mới trong hộp luôn, hộp của nó đây. Nhưng mà mình bóc hộp ra rồi. Đó. Thì anh em sẽ nhìn thấy ha, hai cái bánh nó hoàn toàn khác nhau, mà đúng là mắt mình bị lé thiệt. Đó. Chiều cao của mỗi bánh là để mình đo phụ luôn đây. Chiều cao của bánh này là, nếu mà đo đây là 12 nè. Ha, cái bánh này là bánh không có sắt trong nè. Còn bánh này là chiều cao nó khoảng tầm 13. 13. Thì anh em muốn bắt được anh em phải chêm. Ví dụ như anh em chêm tán vào trong đây và anh em bắt lên. Ha. Bánh này rất là đẹp. Nói chung là bán và nó không có khóa. Anh em hai cái bánh này thì chết. Hai bánh này chết và hai bánh này có xoay. Đó. Anh em nào mua về chế được thì chế, tại vì mình đã mua lộn rồi. Mua lộn. À, mình bốc lộn lúc mà bỏ vô bọc đó mình cũng không có để ý nên là mình bị lộn. Rồi. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì ở đây là một cái máy hàng điểm. Máy hàng điểm nhưng mà nó thiếu tay.
đây. Đây là một cái con máy hàng điện. Điện vào là 100V. Giá là 1,9 triệu. Rồi, điện vào là 100V nha. Điện vào 100 nè. Điện ra là 3, 4, 5V, là tới 100A. 100A có nghĩa rất là lớn nha anh em. Thì cọc dây của nó là dây dây to. Dây này dây chắc phải 12 ly. To hơn cọc dây hàng, dây 10 ly là bằng một cọc dây hàng. Hai dây là dây màu đỏ và dây màu đen. Thì bây giờ mình sẽ khui cho anh em coi cái nội thất bên trong. Cái này nó hình vuông. Vuông là 20 nè. Ngang 20, dài ngang 19, dài 20, sâu 20 và cao là cao 18, 19, 20 nha. Đó. Đây để mình sẽ mở cái ốc ra cho anh em coi bên trong. Rồi, thấy lộn ốc rồi. Anh em sẽ coi bên trong trước, con này chạy điện 100V. Đó, con này thì anh em sẽ chuyển qua được nha. Đây rất là hay. Nó là viếng ép thôi chứ không có gì, dây nó to như dây ngón tay út mình vậy đó. Đó. Ha. Nè, 100A. Con này zin nguyên con nha. Anh em muốn đổi ở đây mình đang ra là 4V. Anh em muốn đổi thì anh em chạy qua đây là 5V anh em chỉnh thôi. Thì công suất nó là 100A, nó nặng khoảng 6-7 kg gì đó. Con này có nghĩa nó là máy hàng điện. Dây lớn. Đó, thì cái dây nguồn là anh em muốn vào á, anh em phải quá lách qua, ở đây mình đang là 4 ly. À 4V chứ. Rồi. Bây giờ mình sẽ test nè, điện là 100 nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test bằng cái mâm đi. Cái mâm. Đâu rồi ta? Đây cái mâm này đi. Khó chịu quá, không có cái ghế. Đây có cái ghế thôi. Thì mình sẽ lắp ra. Thì cái này anh em về anh em phải chế tay. Anh em phải chế tay. Ví dụ như đây là một cái mâm. Cái mâm anh em, đây là cái cọng dây mát nè. Còn đây là cọng dây hàng. Tại vì cái này mình không có đồ ấy nên mình sẽ đây. Ví dụ như anh em muốn hàng một cái vật gì đó, hai cái vật dính vào nhau thì anh em sẽ dùng cái này để anh em hàng. Đó, anh em thấy không? Đó, nó sẽ đỏ lên. Chết mẹ, chưa có thấy trong cái khung hình. Đây, anh em sẽ thấy nó đỏ lên nè. Đây là cọng dây đỏ nha. Dây này anh em về anh em chế cục bạc. Đó, anh em sẽ thấy nó đỏ lên nha. Đó, nó rất là nóng. Nói chung cái này dùng để hàng rất là ok. Ví dụ như anh em muốn hàng hai cái mâm dính vào nhau đi, hai cái mâm dính vào nhau, và một cái thì anh em sẽ để ở đây, một cái anh em tiếp mát đâu cũng được, còn một cái thì anh em ấn vô đây. Đây, một cái thì anh em sẽ ấn vào đây ha. Đó. Nó sẽ chạy, nó sẽ nóng, nó chạy ra, anh em phải có bạc mới được. Cái này mình chỉ cho anh em biết là nó là một cái máy hàng hàng điện nhé. Đó vậy thôi. Đó. Nó rất là nóng. Nó tới 100A lận nha. Đó, ở đây nó đã bị ra cái giống cái vết hàng nè. À, hay vì ví dụ như anh em muốn hàng cái này cái kia mà không muốn chấm á, ví dụ như hai cái mâm anh em muốn ép vào nhau. Cái mâm ép vào nhau thì ở giữa anh em sẽ có một cái khúc bạc. Đó, cái này anh em về phải chế tay, còn cái này thì hoạt động bình thường rồi. Đó. Cái này là cái máy hàng điện. Hàng điện. Dây rất là to, dây zin theo nó, anh em muốn thay thì tùy anh em. Ở đây thì nó có đầy đủ cái nắp đậy nè,
Đó, nó bấm cót rất là chắc cú. Cái giá của cái này là 1.900.000. Ha, 1.900.000. Cái này là cái máy hàng điện. Điện vào là 100V. Điện vào 100, điện ra là 3, 4, 5V, công suất là 100A. Rồi mình sẽ hạ xuống ha. Khi nào mà anh em mua thì mình sẽ đóng hàng lại cho anh em. Mình sẽ vặn ốc vào cho anh em sau. Rồi, tiếp theo mã số 9. Mã số 9 ở đây là một cái hộp tiếp đầu con đuôi chuột của hãng Top, giá là 1.600.000. Cái hộp này thì ở Việt Nam với bên Nhật nó ngưng sản xuất rồi, ở Việt Nam chắc còn vài, được vài bộ đó của hãng Top nha, mã là RMS-1322. Thì đây là một cái cây đuôi chuột thay đầu được cái đầu cái cây cần này, đây hãng Top. Thì đầu này là đầu 19 và đầu này là đầu 22. Khi mà anh em sử dụng á, anh em muốn thay đầu, cái này dính mỡ bò nó dơ, anh em muốn thay đầu, anh em muốn xài đầu, ở đây nó sẽ có các đầu cho anh em 13, 14, 17, 19, 21 và 22. Thì anh em sẽ dùng cái này để anh em kéo xuống và anh em ấn vào anh em thay đầu. Đó, cái này thép đen rất là chắc cú. Ha. Đó, các đầu này là hoàn toàn mới tinh, chưa qua sử dụng của Top. Cái đầu này anh em mất rồi thì anh em không có tìm lại được, rất là hiếm. Hàng này thì nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện, mới tinh. Đó, từ trên xuống dưới. Giá là 1.600.000 nha anh em. Hộp đưa chuột. Rồi, tiếp theo mã số 10. Mã số 10 ở đây là một cái dàn ổ khóa. Ổ khóa ở đây là những cái ổ khóa hàng bãi, có những cái qua sử dụng rồi, có những cái chưa. Thì ở đây có những cái của Nhật, xuất phát của Nhật, có những cái xuất phát từ Hồng Kông, có một cái số cái nó của China, nhưng mà nó tự chung một cái nó đều bằng đồng và nó xuất qua thị trường Nhật nha anh em. Nó đầu tiên là cái ổ này đi, cái ổ này là ổ lớn, ổ này ổ lớn, chiều dài chiều ngang của nó là 50, cái phần này là 38 nè. Nói chung ổ này ổ lớn, anh em nhìn trên bàn tay mình anh em so sánh nhé. Đó, đây ổ lớn, một cái ổ lớn nè, ổ này ổ nhỏ hơn xíu, mới tinh chưa sử dụng, ổ son, ổ son. Ổ này thì hình như là Hồng Kông, ổ này Hồng Kông nhưng mà bằng đồng, bằng đồng nha anh em. Ổ này là ổ Alpha, Alpha, Alpha nè. Những cái này là có ba chìa đây, để mình sắp xếp lại ngay ngắn cho anh em dễ hình dung. Và ổ này là ổ Park, Park, ổ này ổ Hồng Kông đó, Hồng Kông chữ rất là rõ ràng, xuất qua thị trường Nhật bằng đồng, cũng ba chìa khóa. Rồi những cái ổ nhỏ hơn, ổ này thì mới tinh chưa sử dụng, trong này đó, trong cái hộp này đây, đây là những ổ nhỏ hơn. Tập trung lại thì nó sẽ có 10 ổ, và một ổ này thì mình làm mất con mẹ nó về rồi. Ổ này thì ổ Mola, Mola 45 ly thì mình làm mất về rồi. Thì tổng 10 ổ này mình tặng cho anh em một ổ này để anh em làm chìa hoặc làm gì đó thì tùy. Thì giá là 600.000, nghĩa là nó khoảng tầm 60.000 một ổ. Nếu mà chia ra 11 thì nó khoảng tầm năm mấy ngàn thôi. Đó, thì anh em về mua và để làm chìa. Cái này làm chìa nha, còn mấy cái kia thì có chìa hết rồi. Có hai cái, ba cái là có một chìa thôi nha, còn lại tất cả đều là ba chìa. Cái này mới nguyên trong hộp. Rồi. Mã số 10 giá 600, 11 cái ổ khóa bằng đồng. Tiếp theo cái mã số 11. Đây thì mình có một cọng dây hơi khoảng tầm 2 mét của Nhật. Dây này thì nó vô anh em sẽ dùng để nối từ thiết bị này qua thiết bị kia, nó tùy. Đó, thì ở đây là những cái khớp này là nó sẽ chống được là tình trạng là gập dây, gập dây dẫn tới đứt dây hoặc là bể ống dây. Thì đây nó cũng vậy luôn. Ở đây thì nó không có đầu. Mình đã, cái này là zin nha anh em, zin hết. Những cái chỗ này là nó chống ấy, là để nó gắn vào đây là zin của nó hết đó. Đó, nó chống bị bẻ dây. Thì mình gắn một cái đầu Germany cho anh em. Anh em sử dụng cái đầu này mình bán lẻ thì nó là 220.000 một đầu. Đó. Ha.
đầu này mình bán lẻ thì giá là 220. Đầu này là đầu tự động, nhiều anh em sẽ trước mình bán rất là nhiều rồi, thì còn lại thì mình sẽ gắn theo dây cho anh em, thì giá nó sẽ đội lên một xíu, đó là bình thường. Còn anh em muốn giá giảm thì anh em sẽ xài đầu Trung Quốc, hoặc là anh em có sẵn đầu thì mình tháo đầu ra, đơn giản. Thì đầu này đang là đầu tự động đó, đoạn này là đoạn 2 m, anh em dùng để nối thiết bị này qua thiết bị kia. Đường kính của nó là 9 ly ha, 9 ly rưỡi chống dây. Và đầu này là đầu tự động của Germany, giá là 280 ngàn. Tiếp theo mã số 12, mã số 12 giá 500. Thì ở đây mình có một cây khò có điều chỉnh nhiệt độ của hãng hãng gì ta, hãng Hakko. Hãng này chuyên sản xuất mỏ hàng và thiết bị gò hàng, dụng cụ làm nóng. Ở đây nó có một cái đầu anh em không thích xài, anh em có thể tháo ra như đây nè. Anh em không thích xài cái đầu đầu tụ, cái này gọi là đầu tụ, thì anh em tháo nó ra đó, thì nó sẽ ra cái đầu bình thường. Ở đây nó bị cứng hàng, nó móp xíu. Còn anh em thích thì anh em gắn vào anh em xài lại ha. Đó, rất là đầy đủ. Cái này mình tháo ra riêng đi. Thì cái này công suất là điện 100V, công suất là 1 kW, là 1000W á. Nhiệt độ tối đa là 226. Anh em có thể điều chỉnh nhiệt độ ở đây. Nó sẽ bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 nấc điện 100V. Thì cái này đang là hoạt động bình thường nha anh em. Nó sẽ có hai cái mức độ, một là cool và hai là hot. Đó, anh em sẽ bật lên, mình ở đây mình sẽ bật nóng nha, tại vì anh em sẽ không có cảm nhận được. Mình bật nóng đi. Nóng chảy mồ hôi luôn ạ. Rồi mình sẽ tăng cái nhiệt độ lên ha. Tăng cái nhiệt độ lên thì nó sẽ nóng. Mình tăng hết đi. Tăng hết đi cho anh em dễ thấy. Rồi đây mình sẽ test trên một cái bình. Đây nè, mình sẽ test trên một cái bịch là anh em sẽ coi nó bị hóp lại. Đó, nó rất là nóng nha anh em. Cái bịch này nó rất là dày, nó nóng chảy luôn á. Cái này có chai nhựa thì cũng rất là ghê gớm. Đó, nó nóng chảy cái bịch luôn. Rồi mình sẽ tắt tại vì nóng quá. Mình ngồi đây mình cũng chảy mồ hôi đó. Thì đó là mình lên cái nhiệt độ 6, cái số 6 đây, rất là ghê. Còn ở cái số 1 thì nó bình thường thôi, nó ấm thôi ha. Thì giá của cái cây khò này là 500 ngàn, hoặc là anh em có thể dùng cái đầu này nó tụ vào một chỗ thôi, chứ nó không chạy tràn lan ra, nó chỉ tụ vào một chỗ này đó, nó sẽ kèm theo một cái đầu cho anh em ha. Cây khò cái này thì tình trạng là nó anh em có thể về chích kèo chỗ này, tại vì nó bị cứng á, nó nứt một chỗ cái đồ để gắn ốc đó, hoặc là anh em có thể gắn cái này vào, anh em tháo cái lưới ra, lưới thì nó hơi nóng đó. Rồi giá của nó là 500, nóng lắm anh em, nóng chạy luôn á, cầm vào vẫn còn nóng. Rồi tiếp theo mã số 13. Mã số 13 ở đây là một cái cây xịt sơn Ines Iwata, mã là W101, giá là 1,9 triệu. Thì đầu tiên mình muốn nói thì đây là một cây Iwata, hàng nội địa của Nhật. Bình này gọi là bình áp lực cao. Áp lực cao là sao? Nó sẽ tạo một cái áp lực rất là lớn để khi mà anh em phun sơn nó cực kỳ mịn, cực kỳ mịn. Thì đây áp của nó là 1,4 kg, có nghĩa là nó lớn nha. Bình này là bình inox đó, bình inox rất là dày. Bình này thì ở hãng Việt Nam bán đâu đó khoảng gần 2 triệu một cái bình, nếu mà anh em có nhu cầu xài áp lực đó ha. Thì bình này là bình của hãng Iwata và súng của Iwata luôn. Anh em mở cái bình này ra bằng cái cách anh em gạt, trong này là nước mình đã test, mình đang test đó, rất là đẹp ha, rất là dày. Bình này cực kỳ dày và anh em gắn vào rất là dễ dàng. Anh em gắn vào thì nó sẽ dùng cái này, anh em gạt qua là nó sẽ cứng ngắc. Thì cái này là cái cây súng phun gầm chứ không phải là phun thẳng hoặc là phun ngang hoặc là phun xéo. Mình ví dụ cho anh em, ví dụ như anh em có một cái thiết bị, anh em cần phun sơn, anh em không thể cầm cái bình sơn kia thẳng mà anh em chọc như vậy, tại vì sơn nó sẽ bị chảy ngang nha. Đây mình ví dụ là anh em sẽ không thể cầm cái này anh em xịt như vậy được, và khi mà anh em muốn xịt
cái mặt dưới này thì anh em phải dùng cái cây này đó để anh em xịt cái lớp dưới, ví dụ như cái lớp dưới này. Anh em không thể cầm như vậy, nếu mà một số cái mặt phẳng mà anh em không thể nghiêng được thì anh em sẽ phải dùng cái này. Cái này là dùng để xịt gầm đó, là anh em sẽ xịt cái gầm giống như cái máy tôn của anh em, mà anh em muốn sơn ở bên trong anh em phải tháo tôn xuống anh em mới sơn được, đúng không? Thì cái thằng này anh em không cần tháo, anh em vẫn đứng ở dưới anh em có thể sơn được, tại vì cái đầu nó sẽ chết lên khoảng 45 độ đó, anh em sẽ thấy ha, nó sẽ chết lên khoảng 45 độ so với, nên là thằng này cũng không thể sơn thẳng được, thằng này không thể sơn ngang. Anh em cũng có thể sơn ngang nhưng mà lượng sơn nó phải nhiều anh em mới sơn được đó. Cây này rất là độc và hiếm, nói thẳng luôn, độc và hiếm đó. Nhiều khi mà để mấy năm trong nhà anh em không xài đâu, nhưng mà nhiều khi cần thì không có, kiếm mua không có ngoài thị trường đó. Chiều dài từ cái bếp sơn là tới là 35 xăng. Bếp thằng này là bếp 1 ly nha anh em, đây nè, W101, hàng này là zin nguyên con, tất cả đồ theo nó là zin nguyên con. Bếp này là bếp 1.0, bếp này có nghĩa rất là nhuyễn, hàng này là hàng đồng đó. Cây này rất là ít gặp nha anh em, mình thấy được cây này là cây thứ hai, 4 năm đi bãi mình thấy được cây này cây số 2, cây thứ hai là cây đầy đủ bình đấy nha anh em, còn thiếu bình thì không nói, tại vì cái bình áp lực. Như anh em nào mà theo dõi mình từ những ngày đầu mình bán trên YouTube á thì sẽ thấy là những cái bình áp lực này mình bán được có mấy bình à, chứ không có nhiều đó. Thì bây giờ mình sẽ đi test cái cây này cho anh em ở cuối clip. Giá của nó là 1,9 triệu, tổng thể rất là đẹp. Cây trên này thì nó đã qua sử dụng rồi nhưng mà nó kính không có xì hơi, tia ra rất là mịn của Nhật đàng hoàng đó ha, rất là độc. Rồi tiếp theo mã số 14. Mã số 14 thì ở đây mình có một cây thước 1 mét của hãng Sinhwa, chưa qua sử dụng, còn hàng bãi thôi nhưng mà rất là mới và đẹp, giá là 600. Rồi à, hàng này là hàng cổ, hàng GES đời xưa, dấu xích đời trước đó. Hàng này chiều dài là 1000 mm, có nghĩa là khoảng tầm 1 mét, mặt rất là đẹp, nguyên bọc, nguyên bao, nguyên kiện, không một vết xước. Đây anh em có thể nhìn bên trong ha, rất là đẹp luôn đó, rất là đẹp đó. Mình sẽ kéo dài, đây là từ 1 mét nè, kéo xuống cho anh em xem và anh em tự đánh giá cái độ đẹp của nó. Cây này là không một vết xước nha anh em, không một vết xước. Thì hàng này nó sẽ mắc hơn những cây trước mình bán thôi, tại vì nó rất là đẹp, nó không có xước. Anh em trừ khi nào anh em sử dụng anh em mới bị xước thôi đó ha, cực kỳ đẹp. Và mặt sau cũng vậy, mặt sau là bạn quy đổi từ hệ in sang hệ mm đó, rất là đẹp. Nói chung mà cây này là cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp đó, độ dày rất là dày ha. Rồi cây này thì có giá là 600.000, hàng đẹp thì giá nó sẽ không rẻ nha anh em, nên là anh em nào mà muốn rẻ rẻ giống như mấy cây trước mình bán thì mình không thể đáp ứng được, tại bản thân chủ vải nó thấy đẹp, nguyên hộp đầy đủ nó cũng bán cao à, được nhiều chỗ nó bán là mua không nổi luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đi thử cây súng phun sơn cho anh em. Rồi thì hôm nay mình sẽ, bây giờ mình sẽ test cái xịt xịt gầm ha. Thì ở đây nó sẽ có điều chỉnh cái lưu lượng hơi, hay là đây anh em vặn vào hết thì sẽ không bóp được, anh em phải mở ra đó. Thì cái này nó sẽ dành cho anh em gầm, mình ví dụ thôi nha, anh em sẽ có cái mặt này, anh em không thể nào cầm cái bình sơn anh em đưa lên như vậy được, thì nó sẽ vướng, thì anh em sẽ dùng cái này để anh em xịt sơn đó ha. Anh em sẽ dùng cái này để anh em sơn cái gầm đó ha. Thì cái này nó sẽ giúp anh em là sơn gầm, anh em không thể cầm cái bình sơn kia được, nó sẽ bị chảy sơn, thì cái này nó sẽ giải quyết những cái vấn đề đó 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 ha. Thì cái này ra hơi rất là mịn, cực kỳ mịn, anh em cũng có thể sơn ngang cũng được đó. Nói chung cây này rất là hiếm, tại vì nó bị chết lên là khoảng 45 độ, khoảng 30-45 độ gì đó. Thì cái này anh em chỉ cần gạt qua là anh em đã mở được cái bình rồi. Đó anh em gạt qua, và khi anh em đóng lại anh em chỉ cần đưa xuống và anh em đóng qua, nó rất là cứng, tại vì nó xài cái lực gọi là lực ép chứ không phải là lực siết, nó lực ép ở trên nó sẽ ép xuống ha. Đó cây này ra hơi rất là mịn, tại vì bếp nó có một chấm thôi,
Đây là cái anh em sẽ điều chỉnh cái lưu lượng nè, cái lưu lượng. Còn thằng này thì anh em sẽ không chỉnh được xòe hoặc là mịt, tại vì nó có một cỡ một thôi. Rồi con này thì giá là 1,9 triệu cho một con độc lạ và hiếm. Rồi xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại với anh em sau 1 tuần nữa.